Đây là công việc của nghệ sĩ Phi Phụng thường làm vào buổi sáng trong những ngày giãn cách xã hội. Khi mọi hàng quán đều đóng cửa, dịch vụ đặt thức ăn online trở nên phổ biến, nên nữ nghệ sĩ cùng con trai của mình lựa chọn hình thức kinh doanh này ổn định thu nhập trong thời điểm hiện tại. Giãn cách cả toàn thành phố luôn, cho nên ai cũng như ai. Nhưng mà con trai của tôi đó thì nó không chịu ngồi không. Nó phải kiếm cái gì để có ra tiền thì chỉ có bán hàng online thôi. Khi mình biết con mình làm như vậy thì tôi cũng đi qua đây sáng là đi qua đây phụ với con. Phụ được cái gì phụ. Rồi mình bỏ vô hộp, rồi những cái chỗ nào quen hoặc là chỗ nào gần thì mình sẽ tự đi ship luôn. Có nhiều ý kiến cho rằng nghệ sĩ là người của công chúng thì không nên bán hàng online vì sẽ ít nhiều mất đi hình tượng đối với khán giả. Tuy nhiên, với nghệ sĩ Phi Phụng, đây lại là công việc khiến cô cảm thấy hạnh phúc khi được gần gũi khán giả. Mà nói chung là cái này cũng không phải là ai cũng làm được, là vì họ nghĩ là giờ nổi tiếng rồi mình đi buôn bán gì thì kỳ. Tại vì khi mà chưa có nổi tiếng, tôi đã từng xách giỏ cho ua lên chợ bán. Riết rồi mình quen, sau này mình nổi tiếng thì mình vẫn xách giỏ cho ua đi bán. Có chỗ nào mình quen, người nào mà thích mình, ái mộ mình cũng thể tới ship tới nơi để người ta, mình cũng cảm ơn. Tại vì khách hàng là thượng đế. Và phần nhiều họ thích là mình giao ship tận nơi để có gì gặp nói chuyện với nghệ sĩ. Trong thời điểm giãn cách xã hội, một số nghệ sĩ đã chuyển nghề một cách bất đắc dĩ. Những gương mặt diễn viên trẻ như Don Nguyễn, Kim Đào và các nghệ sĩ khác cũng lựa chọn cho mình công việc bán hàng trên Facebook như một hình thức lao động trong những ngày sân khấu không sáng đèn. Dù với ngành nghề gì, nhưng sự lao động chân chính như thế này cũng là một thông điệp tích cực để động viên nhau trong mùa giãn cách.